Chào anh em động cơ hai kỳ máy chép phần nhá. Đồ mộc đây. Vừa mới mài cho hai vị khách hai bộ dao. Đấy. Dao này là của Đài Loan, xài rất ngon nhá, tại mình xài đó nên mình mới giới thiệu cho anh em để xài. Đấy. Còn có cái loại mà loại tốt, loại HSS ấy, hay là SH SSH gì đấy. Cái loại đấy xài nó rất là dở, tuy là nó cứng thật, nó mắc hơn này thật, nhưng mà xài nó hay bị mẻ dăm, tại vì nó cứng, nó giòn, nó mẻ dăm. Đấy, anh em có nhu cầu về dao chấp hình bộ đấy, một bộ là hai con, một con nét, một con gò sổ đấy. Đấy, anh em có nhu cầu cứ alo cho mình nhá, dao mọi miền tổ quốc. Đấy, lên một bộ dao. Còn công thức mài thì nếu anh em có nhu cầu thì đặt dao mình thì mình sẽ chỉ cho cách mài rồi và cách phá đá như thế nào để cho con dao nó được như vậy. Đấy, mài một con dao này nó đâu phải là chuyện đơn giản đâu mọi người, mình phải học trong nghề cũng bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tháng trời mới mài được cái kiểu mà mình ưng ý nhất để làm được các loại sản phẩm mà không bị mút dao và sóc dao. Rồi, chào anh em nhé.